gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Cô yên tâm đi, con là con dạy tiếng nói sân khấu, cho nên là với cái mình nhấn nhả gì tuyệt vời. Em cứ làm giống như là những gì mà thầy đã dạy. Dạ. Giới thiệu đi. Dạ thưa thầy, dạ đây là mẹ của em. Ừ. Dạ còn đây là anh chị hai em. Đây là anh Hưng, đây là chị Ngọc, đây là anh chị ba. À, hãy chị Liên. Dạ thưa cả nhà, đây là thầy Tâm. Vâng. Thầy giáo dạy diễn xuất của em. Biết rồi. Hết hồn. Cái chi mà to tiếng nữa. Mời thầy. Đây, xin phép tôi không khai sáo nha. Tôi tự nhiên quen rồi. Tôi xin lỗi mọi người, tại vì tôi thấy là cái đồ ăn nó phân bổ không đều với này, cho nên là tôi phải ngồi cái thế này hơi khiếm nhã một tí, mọi người thông cảm đi. Vậy là tôi nghĩ là đồ ăn ở phía bên bạn thì nơi hơi nhiều, tôi mới rút hết đồ ăn về phía bên này thì bà con mà ngốc mò. Xin phép. Nè con cảm cho bạn viên tít. Xin lỗi, tôi kiêng thịt. Con không kiêng cả. Con hơi chín chín vẻ bạc á. Nhưng mà con sẽ không ăn cái miếng thịt béo bự này. Con sẽ anh mới ăn. Ăn. Răng mà mọi người nhìn tôi giống như là tôi vừa làm sai cái chuyện chi rồi. Quá sai. Sai ở chỗ mũ. Tại sao anh lại gấp thịt cho chị Ngọc? Thì nói chung là lịch sự, tôi lịch sự. Tại sao thầy lịch sự với vợ tôi hả? Thì tại vì vợ anh là phụ nữ. Ý anh là vợ tôi không phải phụ nữ hả? Mày đi ngay nhậu. Cái gì mày? Em xin lỗi chồng. Chồng khùng quá à, người ta có nói câu nào em cũng là phụ nữ không? Tự nhiên chồng áp em vô vậy. Giờ thầy Tâm nói một câu công bằng đi, em phải phụ nữ không? Phải. Đó, thấy chưa? Vậy tại sao thầy không lịch sự với vợ tôi? Em tính em lịch sự từ từ. Em gặp cho chị này xong rồi em sẽ gặp cho chị đó. Em sẽ gặp cho tất cả mọi người ở trong nhà. Chứ em cũng phải ba đầu sổ tay luôn. Em gặp hết một lần. Từ từ em đi. Không cần phải lịch sự đâu. Bao nhiêu đó đủ hiểu rồi. Hiểu cái chi mới nữa. Đủ hiểu thầy có tình ý vợ tôi đúng không? Hả? Ôi trời ơi. Anh có biết là anh đang phản ngôn cái gì không? Anh có biết là những cái lời nói của anh đang xúc phạm đến tôi không? Nam Nhi đại trượng phu, dám làm thì dám nhận. Ôi anh ơi, anh ơi. Em im đi. Anh ơi, anh ơi. Một cái nhà anh xử em sao? Anh không nói gì đâu. Anh hai từ từ. Có lẽ là anh hai đang hiểu lầm cái gì đó. Từ từ anh hai. Mày im đi. Hả, cái gì vậy? Hiểu lầm cái gì? Tôi để ý nha. Từ nãy giờ, hãy cái ông này ông nói cái gì là bà binh. Kể cả bà kêu thằng chồng của bà là thằng luôn, là mày luôn, là sao đâu? Anh ba ơi. Chúng về chúng xử mà sao? Anh ba. Thầy Tâm. Ba gì? Thầy trả lời liền đi, lại lên. Rằng anh nghĩ cái chí rằng là em yêu vợ ấy. Thì điều đó là điều không bao giờ xảy ra. Tại sao? Em bẩm. Hả? Trời ơi, trời ơi. Kỹ vô chút đó. Thôi thầy, biết là thầy nức nở, biết là thầy buồn rồi. Thôi mà thầy, chỉ có là hiểu lầm thôi mà thầy. Tôi cũng xin lỗi thầy, tôi cũng hàm hồ quá. Vậy tôi xin lỗi thầy. Tôi đúng là cái đồ thợ hồ. Vậy? Tự nhiên đồ thợ hồ. Đồ hồ lô. Thầy, đi, cái đó là cái đồ hồ ly. Hả? Cái gì vậy? Hai đứa bay nói có một từ nó không được. Cái đó là đồ hồ bơi. Vậy? Ủa sao nghe hồ bơi? Nè con đó, nghe con đó Hưng. Con là anh hai đó. Mà cái chuyện mà rối loạn ngôn ngữ là con lây cho cả
cả gia đình luôn đó, thiệt tình à. Thì bây giờ mẹ chỉ còn trông chờ vô thằng Tùng thôi đó. Chứ còn mẹ nói thiệt, mẹ không còn hy vọng con với cái thằng Hải gì nữa. Con nói một câu cho nó chính xác cho mẹ coi. Cái đồ mà hồ... Anh Hải đúng là cái đồ gì? Hồ đó. Cái gì vậy trời? Cái này là cái đồ cái gì? Hồ gì nè? Hồ gì mà quen lắm luôn mà con không nhớ nổi luôn đó mẹ. Tụi con đúng là cái thứ hồ đồ. Gia đình vui quá mà. Bữa nữa có nữ hậu, chị thẳng vào mặt mẹ nói mày là hồ đồ. Không thầy, đúng là trong trường hợp này thì gia đình tôi hồ đồ với thầy quá. Thôi thầy cũng đừng có buồn nghe thầy nha. Em nói thật với cô nữa, em mà em không nói ra không ai biết em bỏng không. Em dự danh dự, em là thầy mà, dự danh dự về học sinh của em. Thầy nói vậy sao được? Nếu như thầy giữ danh dự sao thầy dê bạn gái của em? Ủa? Cái gì? Không có, cái đó là che mặt thiên hà thôi, để cho người ta nghĩ thầy là trai. Nhưng mà thầy làm vậy là thầy mất nhân cách nhà giáo á thầy. Chẳng thà bây giờ thầy vô lớp thầy lộ đi. Bây giờ hả, giới tính thứ ba người ta bình đẳng rồi, ta đâu có kỳ thị gì đâu thầy, đúng không mọi người? Mà lôi không cho anh nghe đấy. Anh vậy? Nghĩ mình rắn mà anh nghĩ em ngoài tình với vợ anh, trong khi em chưa có chưa mà em gặp vợ anh cả. Nhưng mà để lựa chọn là em lừa anh. Gì vậy ông nội? Nè, chọn tôi hay chọn vợ tôi gì cũng vậy, không có được. Tại vì vợ tôi có tấm hình của ông đó. Rắn mà vợ anh có tấm hình của tôi. Em cũng không hiểu sao tại sao em lại có tấm hình của ổng nữa. Ủa tại sao vậy anh? Ủa mà tại sao vậy? Cái gì vậy? Em nhớ rồi. Chị Hai nhớ bữa mà tụi mình ngồi lựa nguyên một cái đống hình của Hot Boy không? Hả? Lột ra tấm hình của ông này nè. Đúng rồi. Cái hôm đó là mình có một đống hình trên bàn luôn. Cái mình còn lấy đó. Được cái tấm hình của ông này mình nói thấy ghê quá cho nên là mình dùng nó qua một bên. Đúng rồi. Tổn thương quá. Em nói thật với cô nữa. Buồn quá đi. Nghe mình răng nữa. Tôi là tôi nhớ trong đầu là tôi chưa bao giờ mà tôi gửi hình cho chị nha. Mà tôi tổn thương nhất là ở trong một cái đám hình Hot Boy có hình của tôi, chị nói là giục hình của tôi ra xúc phạm tôi. Cái gì? Một đống hình Hot Boy hả? Nè, đừng nói là cái một đống sừng Hot Boy lên đầu tôi nghe chưa. Cái gì? Anh nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Anh không nhớ là cái lần trước anh kêu em á là tìm tài xế cho anh hả? Cho nên là em gom một đống hình Hot Boy về để em tuyển chọn tài xế cho anh đó. Mà vô tình có cái hình của ông này nè, rồi em thấy ghê quá em giục ra ngoài đó. Em làm chứng anh Hai. Cái gì vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhớ rồi. Rồi cái hình mà tôi gửi mà cá tinh tài xế em nè. Cái gì? Thầy cũng đi cá tinh tài xế nữa hả thầy? Đang làm thầy giáo ngon lành sao đi tài xế làm gì? Kiếm thêm thu nhập, sau này còn có tiền mà cưới chồng. Bóng sao làm tài xế được thầy? Ủa bóng không được lái xe, bóng không được lên xe hơi ngồi răng. Nói chuyện lớn mà cũng nói được. Lộ rồi, ba má ơi, con lộ rồi. Mọi người cười. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.